Anh Thơ và Thế Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và cùng chúng tôi cập nhật những thông tin hữu ích đầu ngày từ chương trình này. Và mến chúc quý vị và các bạn có ngày mới nhiều niềm vui. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật chính luận Dấu ấn Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư. Diễn đàn ổn định chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn nông sản của các hợp tác xã. Hướng tới việc làm bền vững cho người lao động. Sầm Sơn phấn đấu đón trên 7 triệu du khách trong năm 2023. Quý vị và các bạn, hôm nay 23 tháng 11, kỷ niệm 82 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 23 tháng 11 năm 1940, 23 tháng 11 năm 2022 và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Tối qua tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự chương trình nghệ thuật chính luận Dấu ấn Võ Văn Kiệt do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cùng tham dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thân nhân Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt cùng đông đảo nhân dân địa phương. Các tiết mục văn nghệ, quạt cảnh được dàn dựng công phu cùng với các phóng sự đan xen, chương trình nghệ thuật chính luận Dấu ấn Võ Văn Kiệt tôn vinh công lao đóng góp của nhà chính trị xuất sắc, phản ánh quá trình cống hiến của đồng chí Võ Văn Kiệt trên nhiều cương vị: người cộng sản kiên trung, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, vị chỉ huy ngoài chiến trường, nhà lãnh đạo cấp cao, người đứng đầu chính phủ. Trong lòng tôi rất là xúc động khi nghe những cái chặng đường mà bác đã từng đi qua. Được xây dựng rất là công phu, thứ hai nữa là rất là có ý nghĩa, không những về những nghệ thuật mà nó còn mang cái tính là tuyên truyền đến mọi người dân, cái hết sức là to hơn, là to lớn của ông Sáu Dân đã dành lại cuộc đời mình vì nước vì dân. Hôm nay thì tụi em rất là vinh dự được trực tiếp ở diễn ở quê hương của bác nè. Rồi trong khi đó tụi em được hát những bản hùng ca rất là hào hùng, tụi em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào được diễn tại quê hương của bác, cũng như là chúc mừng sinh nhật 100 năm của bác. Ở cương vị nào, đồng chí Võ Văn Kiệt cũng để lại những dấu ấn lớn mạnh mẽ. Chương trình không chỉ tôn vinh công lao đóng góp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc tài năng của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, mà còn một lần nữa khắc họa sâu sắc những dấu ấn của bác Sáu Dân cho sự phát triển của đất nước, cùng những bài học quý báu để lại cho hậu thế hôm nay và mai sau. Hôm nay bản thân em đã cùng với người thân đã đi đến để xem, và do cái cách sắp xếp của chương trình rất là độc đáo khi vừa ấn những bài nhạc và kèm với những đoạn phóng sự, em cảm thấy cảm động, cảm thấy càng
biết ơn sâu sắc về ông và cảm thấy phấn đấu noi theo tấm gương của Thủ tướng Chính phủ Văn Kiệt. Và cả cuộc đời của bác không có suy nghĩ gì cho mình mà phải là suy nghĩ hết lòng vì nước vì dân, từ chỗ đó mình hết sức là tâm đắc đối với bản thân mình để là mình làm như thế nào để mình nữa là làm tròn bổn phận của người cán bộ và làm cho cán bộ mình làm tròn bổn phận do đó cho nhân dân cho nước. Đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một đảng viên cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhớ tới ông, chúng ta nhớ về một nhà lãnh đạo suốt đời gắn bó mật thiết với nhân dân, Thủ tướng sống mãi trong lòng dân. Trọn đời vì nước, vì dân, với gần 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều hy sinh gian khổ, gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã để lại những dấu ấn quan trọng và những cống hiến to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ cách mạng giải phóng dân tộc, đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới toàn diện đất nước. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Đài Truyền hình Vĩnh Long trân trọng giới thiệu những ý kiến thể hiện tình cảm của người dân dành cho vị Thủ tướng gần dân, vì dân. Bản thân tôi là một nhân viên bên ngành điện thì rất ấn tượng với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bởi vì Thủ tướng là người đã chỉ đạo cấp thiết để xây dựng cái đường dây 500 kV để cung cấp điện Bắc Nam vào cho miền Nam để phát triển kinh tế của khu vực phía Nam. Miền Nam chúng ta đi lên càng ngày càng phát triển được là bởi vấn đề là được nguồn điện mà do quyết định rất là sáng suốt của Thủ tướng. Thủ tướng có một cái công trình rất là đặc biệt đối với An Giang là cái kinh để xả lũ, mình cũng rất là mến mộ Thủ tướng. Bản thân tôi thì bác Sáu là một người rất là đặc biệt. Bác có nhìn xa và sử dụng nhân tài, và bác là lúc nào cũng gần gũi với dân, thân thương với dân. Đó là đặc điểm mà tôi thích ở bác Sáu Dân, là qua những cái tài liệu và những cái phim ảnh. Nhớ lời bác Sáu Dân là nhà báo, nhà văn, là tư tiến cái thời đại. Tôi cẩn thận ghi chép những cái lời của bác nói. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người vừa có tâm vừa có tầm, mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới dân, luôn luôn nào cũng lo cho dân và nặng lòng với quê hương. Nhưng mà cái nặng lòng của đối với quê hương của bác Sáu đó không phải là cục bộ địa phương. Dân nhớ đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mọi người nhắc đến tên gọi thân thương chú Sáu Dân, bởi tính cách con người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với người dân cả nước, Thủ tướng được nhân dân biết đến là người mang tư duy sáng tạo cho công cuộc đổi mới. Những công trình, những cống hiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn gieo vào lòng người dân sự biết ơn vô hạn. Ngày 22 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết đã sẵn sàng triển khai thí điểm hai dịch vụ công liên thông, hai nhóm thủ tục hành chính. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết hai nhóm thủ tục hành chính được thí điểm liên thông gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, với việc thí điểm cung cấp hai dịch vụ công liên thông tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, đề án 06 bắt đầu bước vào giai đoạn thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung của cả bộ máy hành chính và các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị, nhằm khắc phục tình trạng cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương còn rời rạc, manh mún, chưa đầy đủ, nằm ở nhiều bộ phận khác nhau. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tập trung thu thập, rà soát, cập nhật ba nhóm dữ liệu liên quan rất nhiều đến người dân: đất đai, lao động và y tế. Các bộ ngành cần thống nhất về danh mục các trường dữ liệu cần thiết cho công tác quản lý của ngành, của lĩnh vực. Trên cơ sở đó, các địa phương lập tổ công tác đến tận xã, phường, nòng cốt là lực lượng công an để thu thập dữ liệu theo hộ gia đình, gắn với cơ chế thiết lập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin. Bộ Tài chính đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục chính sách thuế, hải quan năm 2022 theo hình thức trực tiếp
sau 2 năm dịch bệnh. Hội nghị đã thu hút rất đông doanh nghiệp đến tham dự và góp ý, kiến nghị về những vướng mắc cần tháo gỡ. Các ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vướng mắc về chính sách thuế, đặc biệt là những quy định chưa hợp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng dăm gỗ và sắn thái lát xuất khẩu. Đại diện VCC cho rằng chương trình đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa thoát ra khỏi khủng hoảng từ đại dịch COVID-19 và đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong nước và thế giới. Vì vậy, ngành thuế hải quan càng cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tất cả các ý kiến của doanh nghiệp đã được chuyển đến các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính trước hội nghị để xem xét giải quyết đầy đủ. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra diễn đàn ổn định chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn nông sản của các hợp tác xã. Cả nước có trên 27.000 hợp tác xã đang hoạt động cung ứng một lượng lớn nông thủy sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm của các hợp tác xã ngày càng được nâng lên về chất. Tuy nhiên, sản lượng và chất lượng nông sản của các hợp tác xã còn chưa đồng đều. Bên cạnh đó, các thị trường nhập khẩu có những quy định rất khắt khe về các tiêu chuẩn kiểm dịch đối với nông thủy sản, bắt buộc các hợp tác xã phải đáp ứng. Đặc biệt hiện nay, việc cấp mã số vùng trồng là rất quan trọng, làm cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vì vậy, phải liên kết các thành viên trong hợp tác xã và phải xác định được thị trường mục tiêu để xây dựng vùng trồng đạt chuẩn. Minh bạch thông tin truy xuất là xu hướng tất yếu của các thị trường trong việc xem xét nhập khẩu một loại nông sản nào đó. Chỉ khi nào ý thức được thị trường đi đôi với lợi ích, chất lượng đi đôi với hiệu quả, thì các hợp tác xã, người nông dân mới có thể nâng tầm được sản phẩm của mình. Chiều 22 tháng 11, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIS tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo đối thoại quốc gia về chuyển dịch năng lượng bền vững, quản trị, tài chính và công nghệ tại Hà Nội. Hội thảo nhằm chia sẻ nhiều kinh nghiệm về quá trình thực hiện chuyển dịch năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là vai trò của Quốc hội đối với vấn đề chuyển dịch năng lượng. Mặc dù thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhưng tầm quan trọng của biến đổi khí hậu đã tiếp tục được nhấn mạnh tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2022, COP27, mới kết thúc cách đây mấy ngày. Tại hội thảo, các bộ ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước trao đổi về kế hoạch định hướng thách thức trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các cam kết về phát thải ròng. Chia sẻ kinh nghiệm tại Đức, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cho rằng chuyển dịch năng lượng công bằng phải là sự chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế. Năm 2021, Đức đã đóng góp khoảng 8,1 tỷ euro cho các cơ chế tài chính khí hậu quốc tế khác nhau, bao gồm cả hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Chính phủ Đức rất vinh hạnh khi hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững nói chung và chuyển dịch năng lượng nói riêng. Trong đó có thể kể đến các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của chính phủ Đức thông qua GIS như hỗ trợ thiết kế các biểu giá điện hỗ trợ, nhờ đó thúc đẩy phát triển thị trường điện mặt trời và điện gió ở Việt Nam. Cũng trong chiều qua 22 tháng 11, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Hợp tác xã Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có trên 2.500 hợp tác xã nông nghiệp, chủ yếu sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản. Nếu chuyển đổi sản xuất của các hợp tác xã thành công, sẽ thúc đẩy phát triển vùng đáng kể. Đồng bằng sông Cửu Long có trên 2,4 triệu hectare đất nông nghiệp. Mỗi năm, khu vực đóng góp cho cả nước khoảng 27-28 triệu tấn lương thực và thực phẩm. Tuy nhiên, việc sản xuất nông sản thô ra thị trường khó có thể làm nông dân khá lên được, thậm chí vẫn lẫn quẩn trong nghèo đói do những tác nhân bất lợi như biến đổi khí hậu, thay đổi nguồn nước và cạnh tranh cao trong thị trường nông nghiệp quốc tế. Hội nghị nhận định việc sản xuất giảm phát thải khí nhà kính là cơ hội chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua hội nghị, một số giải pháp để đề án phát triển triển khai hiệu quả được đề xuất như ưu tiên hợp tác xã tham gia vùng nguyên liệu, hỗ trợ hợp tác xã nâng cao năng lực cán bộ và áp dụng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng tài liệu hướng dẫn hợp tác xã tổ chức sản xuất để đạt chứng nhận chứng chỉ carbon, hỗ trợ hợp tác xã tham gia các dự án giảm phát thải khí nhà kính. Ngày 22 tháng 11 đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ và họp khởi động chiến lược cấp cao chương trình Better World giai đoạn 2023-2027. Theo biên bản ghi nhớ mới ký giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ILO và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC. Ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, trong giai đoạn 2023-2027, chương trình Better Work Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các địa bàn mới. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ phải cải thiện mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn lao động, tiền lương, hợp đồng lao động, an toàn và sức khỏe lao động và thời gian làm việc, vân vân. Tại Việt Nam, chương trình đã được triển khai trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố qua 3 giai đoạn kể từ năm 2009. Hiện có tổ hơn 800 doanh nghiệp và gần 1 triệu lao động đã hưởng lợi từ chương trình. Ngày 22 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội và Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Người Khuyết tật Quốc tế 3 tháng 12 nhằm hỗ trợ người khuyết tật có việc làm phù hợp, tạo ra thu nhập ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Tại phiên giao dịch, có khoảng hơn 30 doanh nghiệp với hơn 200 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Các chỉ tiêu tập trung vào nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, thợ may công nghiệp. Trong đó, mức thu nhập dao động từ 6 đến 8 triệu đồng, đa dạng các vị trí việc làm dành cho nhiều nhóm từ khuyết tật vận động đến khuyết tật nghe nhìn. Chiều ngày 22 tháng 11, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023. Trong năm 2023, thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón được 7.250.000 lượt khách, doanh thu đạt 15.518 tỷ đồng. Thành phố cũng tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch lễ hội thể thao tại thành phố Sầm Sơn năm 2023 với tối thiểu 20 chương trình sự kiện. Trong năm 2023, thành phố Sầm Sơn cũng sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các địa phương xây dựng các tour tuyến du lịch xuất phát từ Sầm Sơn đi các huyện và tỉnh lân cận. Phối hợp với các tập đoàn doanh nghiệp tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao lễ hội và du lịch để thu hút du khách. Dự kiến trong năm 2022, thành phố Sầm Sơn đón trên 7 triệu lượt khách, gấp 4,5 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.134,2 tỷ đồng. Và trong khuôn khổ hội thi triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022, Sở Công Thương phối hợp Hiệp hội Gạch Gốm Mỹ Nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển lãm trưng bày các sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long nhằm quảng bá về làng nghề gốm đỏ thuộc đề án di sản đương đại mang thích đến người dân trong và ngoài tỉnh. Từ nhiều năm qua, sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long đã trở thành thương hiệu có tiếng ở thị trường trong và ngoài nước thông qua việc bán sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước. Với hơn 300 sản phẩm gốm đỏ các loại được trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng lần này, gốm đỏ Vĩnh Long có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với khách hàng gần xa. Thông qua cái triển lãm lần này thì Hiệp hội gốm đỏ muốn quảng bá giới thiệu sản phẩm để cho tất cả mọi người trong và ngoài nước biết đến Vĩnh Long có một cái sản phẩm gốm đỏ, muốn là thúc đẩy cái thị trường của mình là ra nước ngoài để xuất khẩu. Nhân cái triển lãm này thì chúng tôi cũng muốn là giới thiệu trưng bày các cái sản phẩm gốm trên địa bàn của tỉnh nhằm qua đó để giới thiệu cho cái du khách gần xa có điều kiện là tham quan chiêm ngưỡng, đồng thời là chúng tôi cũng hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp gốm trên địa bàn có cái điều kiện để là giới thiệu trưng bày và quảng bá cái sản phẩm của mình. Ngành công thương cũng sẽ phối hợp với ngành văn hóa thông tin và các cái sở ngành, chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái đề án di sản đương đại mang thích. Đây có thể nói là một cái đề án cũng rất là lớn. Thông qua cái đề án này thì chúng ta sẽ coi như là tạo ra được một cái sản phẩm du lịch trên địa bàn, đặc biệt là cái phát huy và duy trì cái ngành nghề truyền thống gốm đỏ trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long, tạo cái điều kiện để có cái sản phẩm du lịch phục vụ du lịch và đồng thời phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh. Hiện Vĩnh Long có 24 cơ sở doanh nghiệp hoạt động sản xuất gốm đỏ với tổng 107 miệng lò còn hoạt động. Gần đây, các doanh nghiệp gốm đã nghiên cứu và sản xuất thêm các sản phẩm mới về trang trí nội ngoại thất nhắm đến thị trường nội địa, mở ra khả năng phát triển mới cho ngành sản xuất gốm Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, chứng kiến những khó khăn vất vả thiếu thốn của các em học sinh nơi mình giảng dạy, 22 năm qua, một thầy giáo ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ là người gieo chữ mà còn là cầu nối để các em có thêm cơm no, áo ấm, được học tập trong những ngôi trường khang trang. Và chuyện tử tế ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người thầy giáo với tấm lòng cao đẹp này. Ban đầu mình lên đây mình dạy thì mình không nghĩ là mình sẽ gắn bó nữa nè. Tuy nhiên thì sau quá trình dạy các em
thì đi tìm hiểu hoàn cảnh của các em. Thì qua những hoàn cảnh khó khăn ấy thì mình so sánh với bản thân mình. Lúc đấy thì mình nghĩ là nó quá khó khăn, mình không thể vượt qua, nhưng mà với hoàn cảnh các em mình đã vượt qua rất nhiều thứ. Cái thứ hai là từ những hoàn cảnh đấy, những động lực của các em đã gắn bó mình ở đây. Thì thực sự mình đã gắn bó 22 năm cũng vì câu chuyện mà thương các em. Là một người con sinh ra và lớn lên ở Bắc Trà My, khi vừa tốt nghiệp sư phạm, thầy Nguyễn Trần Vĩ đăng ký về huyện miền núi Nam Trà My theo chương trình tuyển giáo viên tình nguyện. Điều kiện giảng dạy khi đó nhiều khó khăn, thầy giáo trẻ năm ấy đã từng nản lòng và nghĩ đến chuyện rời đi. Thế nhưng trách nhiệm của một nhà giáo và tình yêu thương với những học trò vùng cao đã giữ chân thầy ở lại. Câu chuyện mà để đến bây giờ tôi vẫn nhớ sau hàng trăm chuyến đi, đó là một cái ngôi trường ở Trà Tập. Khi tôi lên vừa đến nơi thì tôi thấy rằng là có một người mẹ cõng theo hai thùng gạch mang đi bộ 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thì bạn biết rất là xa rồi. Nhưng khi là vừa lên tới nơi thì người còn đổ mồ ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà khi gạch vẫn còn trên lưng, thì đó là một điều rất là xúc động đối với tôi đến bây giờ, càng làm cho tôi có động lực hơn để giúp cái địa phương ở đây hơn nhiều hơn. Năm 2013, thầy Vĩ thành lập câu lạc bộ kết nối yêu thương Nam Trà My với 23 thành viên, gồm giáo viên, cán bộ đang công tác tại địa phương. Mục đích là kêu gọi xây dựng, sửa chữa các điểm trường tạm bợ. Từ năm 2014 đến nay, câu lạc bộ do thầy Vĩ sáng lập đã kết nối, kêu gọi xây mới, sửa chữa 50 điểm trường và 5 khu nội trú. Mình biết anh Vĩ qua một cái kênh thông tin đó là Facebook. Theo dõi anh Vĩ một thời gian thì mình thấy là các hoạt động của anh Vĩ gắn liền với các em thiếu nhi. Tự là rất là cảm ơn anh Vĩ trong cái thời gian vừa rồi thì đã hỗ trợ cho trường mầm non San Tuệ Đức, cũng như là các anh chị em Mạnh Thường Quân. Bản thân anh Vĩ cũng là người kết nối, rất là an tâm khi mà trao cái niềm tin của mình dành cho anh Vĩ để phát triển những cái mục đích dự án thiện nguyện ngay tại địa phương. Không chỉ vận động kinh phí xây dựng mới, sửa chữa trường, thầy Vĩ cùng với các thành lập bộ kết nối yêu thương còn xây dựng những dự án như dự án nuôi em với 1.500 em, bầu sữa yêu thương để giúp đỡ người dân nơi đây. Đến nay, câu lạc bộ đã xây được 7 căn nhà cho các em mồ côi, gia đình khó khăn với kinh phí 445 triệu đồng, lắp đặt 5 khu vui chơi cho ông, đồng thời trao hàng ngàn suất quà cho các em học sinh. Thình nguyện của thế nó rất thiết thực, nó giúp đỡ cho mình thật sự mang khó khăn, cũng giải quyết những vấn đề mà để trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, đỡ bớt một số phần gánh nặng cho xã. Với tấm lòng giàu tình yêu thương và những cống hiến thầm lặng ấy, thầy Nguyễn Trần Vĩ vinh dự nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2020. Do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Nhưng có lẽ với người thầy này, giải thưởng lớn nhất, trân quý nhất vẫn là tình cảm của các học trò cho mình. Đó cũng chính là động lực để thầy không quản khó khăn, vượt suối, kết nối yêu thương đến những vùng đất còn khăn. Con nhớ thầy Vĩ, con thấy rất vui. Con cảm ơn thầy Vĩ. Con cảm ơn thầy Vĩ. Chúc thầy Vĩ nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy Vĩ rất nhiều.